Chào các bạn, mình là Ánh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học bài số 22 có chủ đề là DoD nấu ăn trong phần Canvi Luyện Lơn N3 và N2 nhé. Bài số 22 này chúng ta có 16 chữ Hán từ 337 đến 352. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một lượt những chữ đấy là chữ gì nhé. Đây là chữ hàm trong từ bao hàm này. Đây là chữ hỗn trong từ hỗn tạp. Đây là chữ dung trong từ dung dịch này. Đây là chữ chất có nghĩa là nước cốt. Đây là chữ thiệt là ngựa lưỡi này. Đây là chữ tật nghĩa nhận là gì nhỉ? À, nhồi nhét này, lèn chặt này. Đây là chữ bình hoa này. Đây là chữ lạc nghĩa là hạt. Đây là chữ tạc nghĩa giấm. Đây là đường là đường ăn. Đây là thích trong từ thích khách đúng nhỉ. Đây là chữ phất phí nghĩa là xôi này. Đây là chữ nồng trong từ nồng hậu, nồng độ. Đây là chữ bạc trong từ mỏng đúng nhỉ, bạc mệnh. Đây là chữ nhu trong từ cương nhu ấy, mềm đúng không, nhu đạo. Đây là chữ nhuyễn trong từ nhuyễn thể đúng nhỉ, những cái con động vật thân mềm đấy. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem chi tiết những cái chữ này nhé. Chúng ta có chữ đầu tiên là chữ hàm. Chữ hàm ghép bởi phần phía trên. Phần phía trên này là chữ kim có nghĩa là bây giờ đúng không, im ạ. Và dưới là chữ khẩu là cái miệng, cư chi. Vậy thì câu chuyện của chữ này đó là gì đây nhỉ? Bây giờ đúng nhỉ, lúc này đây. Bây giờ miệng đúng nhỉ, hắn đang lẩm bẩm một điều hàm ý gì đó. Bây giờ là phía trên là chữ kim này và dưới là chữ khẩu là im ạ. À, dưới khẩu là cư chi đúng nhỉ. Bây giờ miệng hắn đang lẩm bẩm một điều hàm ý gì đó. Chữ hàm này có âm, chữ hàm này có âm kunyomi là hư cự trong từ hukumu có nghĩa là bao gồm đúng nhỉ, đựng này. Và hukumeru có nghĩa là tính gồm, tính cả đấy. Ví dụ như là gì nhỉ? Kazoku wa watashi o hukumete đúng không? Gonin desu. Nhà tôi ấy, tính cả tôi là có 5 người. Ghép âm đọc là gan nhé. Đây nó hơi bị lỗi một chút, nó thiếu cái chữ m. Khi mà chữ m đứng cuối cùng thì nó sẽ đọc thành ưng và thành gan đúng nhỉ. Hàm đọc là gan là âm onyomi. Một số từ mà chúng ta có ví dụ như là gan y đúng nhỉ. Gan y là hàm ý này. Gan điều là hàm lượng. Hô gan là bao hàm. Đấy là một số chữ Hán liên quan đến chữ hàm này. Tiếp theo chúng ta có chữ hỗn. Chữ hỗn ghép bởi phần bên trái là bộ thủy. Đây các bạn nhìn thấy 1, 2, 3, 3 chấm này là 3 chấm thủy. Là cái biến dạng của chữ gì nhỉ? Biến dạng của chữ thủy nước ấy, mi dự ấy đúng không? Và phần bên trái, phần bên phải ở trên là bộ gì nhỉ? Trên là bộ nhật, dưới là bộ tỷ. Thì nó ghép lại ra chữ côn nhé. Côn từ côn trùng. Vậy thì câu chuyện của chúng ta đó là gì nhỉ? Vẩy nước vào bọn côn trùng ấy sẽ làm mọi thứ hỗn loạn. Đây, đây là gì nhỉ? Đây là nước này, đây là côn này. Vẩy nước vào bọn côn trùng sẽ làm mọi thứ hỗn loạn bởi vì bọn côn trùng nó rất là sợ nước đúng không? Khi mà mình vẩy vào thì nó sẽ chạy loạn xí ngậu cả lên đúng không nhỉ? Chúng ta có chữ hỗn này sẽ đọc là gì nhỉ? Sẽ đọc dưới dạng âm kunyomi là ma hoặc là ko. Ví dụ trong từ majiru đúng nhỉ? Majiru có nghĩa là được hòa lẫn. Majeru là trộn, khuấy. Và majaru là được trộn, là tự động từ của majeru. Ngoài ra còn có cái đọc là komu là đông chen chúc. Thì nó gần giống như là chữ nhập nhá. Chữ nhập chúng ta cũng có đọc là komu đúng không? Thì chữ này cũng đọc là komu nghĩa là đông. Ghép âm của chữ hỗn đọc là kon. Ví dụ trong từ konjatsu là hỗn tạp, có nghĩa là đông đúc. Konlan là hỗn loạn. Kongo là hỗn hợp. Một số chữ Hán na ná chữ hỗn này các bạn có thể quan sát. Ví dụ đây là chữ côn đúng không? Chữ côn này, chữ côn chính là phần bên phải cấu thành nên chữ hỗn. Chữ côn này đọc là côn trong từ côn trư có nghĩa là côn trùng nhá. Đấy, hay là côn tư có nghĩa là táo bẹ đúng nhá. Chữ hỗn thì chúng ta biết rồi. Đây là chữ ôn. Chữ ôn thì nó khác mỗi ở dưới này không phải là bộ, không phải là bộ gì nhỉ? Không phải là bộ tỷ mà là bộ mãnh đúng không? Ôn này là gì nhỉ? Atatakai đúng rồi, atatakai là ấm đúng nhỉ, ấm áp. Ấm áp của sự vật hiện tượng chứ không phải là của thời tiết nhé. Thời tiết chúng ta dùng cái chữ khác. Đấy. Hoặc là ôn đúng nhỉ, trong từ ôn độ là nhiệt độ ấy đúng không nhỉ? Đây là chữ thấp có nghĩa là gì nhỉ? Ẩm đúng nhỉ, ví dụ như đọc là shimeru đúng không? Đấy. Shimeru là ẩm thấp nhá. Đấy. Hay là shikke đúng nhỉ, chúng ta có chữ thấp với chữ khí có nghĩa là hơi ẩm. Tiếp theo chúng ta có chữ dung. Chữ dung này ghép bởi phần bên trái là bộ thủy. Đây bộ này đây là bộ thủy nghĩa là nước. Và phần bên phải là chữ dung đúng nhỉ, chữ dung trong từ dung nhan, nội dung. Vậy thì câu chuyện của chúng ta đấy là gì nhỉ? Thứ nước cải thiện dung nhan đúng không? Đây là nước này. Đấy. Ba chấm thủy là nước và đây là dung trong từ
dung nhan, nội dung nhá. Thứ nước cải thiện dung nhan ấy là một loại dung dịch đặc biệt, đúng nhỉ? Dung dịch thì toàn bộ cái dung này có nghĩa là dung dịch. Âm khương yomi của chữ này là thô, trong từ ví dụ thô cự có nghĩa là đánh tan, đúng nhỉ? Đánh tan. Tokatsu là làm tan ra, ví dụ như là đun bơ cho nó tan ra ấy thì là tokatsu nhá. Còn thokeru là gì nhỉ? Thokeru là tan chảy, ví dụ như kem chảy chẳng hạn, nó là tự động từ của từ tokatsu. Âm ghép của chữ dung là yo là yogan, là dung nham này, yoeki là dung dịch. Đây là một số chữ mà nó khá là giống chữ dung, nó cấu thành, đây là cái mà chúng ta đã được học qua ở phần kanji N3 rồi, cũng có những chữ như thế này đúng không? Đây là chữ cốc tani này, đúng nhỉ? Có nghĩa là thung lũng. Đây là chữ dung trong từ nayo, nội dung. Đây là dung trong từ dung dịch, là cái mà chúng ta học hôm nay, có nghĩa là gì nhỉ? Yoeki hay yogan nhé, đây là dục đúng nhỉ, là tắm, abiru, hoặc là yoku trong từ yokushitsu đúng nhỉ, là nhà tắm này, hay là niko yoku là tắm nắng. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ dục. Chữ dục này có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là hoshi, mong muốn có cái gì đó, ví dụ yokubo là dục vọng nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ chấp đúng không? Chữ chấp, chữ chấp này ghép bởi phần bên trái là bộ thủy và phần bên phải là bộ nhật, à xin lỗi, phần bên phải là bộ thập, thì chúng ta có chữ này là đọc là shiru, có nghĩa là gì nhỉ? Nước ép hoa quả, nước cốt. Âm ghép đọc là dư trong từ miso, xin lỗi, trong từ kaju là chữ quả và chữ chấp có nghĩa là nước ép quả đúng nhỉ, hay là trong từ miso shiru, đúng nhỉ, miso shiru là sốt miso của Nhật. Thì cái chữ này nếu như chúng ta có từ jusu đúng không, jusu là nước, nước hoa quả, cái nước đấy là cái nước mà chúng ta đã mix thêm đường sữa rồi trộn thêm nước đấy, chế biến biến điệu nó đi nhá, thì cái chữ shiru này là gần như là chỉ cái nước nguyên chất của nó đúng không, thì là mang nghĩa là shiru nhá. Vậy thì chúng ta có thể chế câu chuyện đấy là gì nhỉ? Thêm nước đúng không? Đây là nước này, bộ thủy này. Xay 10 loại quả, đây là chữ thập là 10. Thêm nước xay 10 loại quả để làm nước ép. Thì chữ có một chữ rất là giống chữ chấp này, đấy là chữ gì nhỉ? Đấy là chữ hãn. Chữ hãn này ghép bởi bộ gì đấy? Ghép bởi bộ thủy và chữ can, đúng nhỉ? Chỉ cần thêm một nét ngang ở trên này nữa thôi là tạo ra chữ gì nhỉ? Là tạo ra chữ từ chữ chấp biến thành chữ hãn nhá. Đấy, từ nước quả biến thành mồ hôi ấy, thì chỉ thêm một tí này nữa thôi. Tiếp theo chúng ta có chữ thiệt. Chữ thiệt này, chữ thiệt ghép bởi bộ gì nhỉ? À, nếu như các bạn phân tích chi tiết ấy, thực ra chữ thiệt đã là một bộ thủ rồi. Thế nhưng mà có thể cấu thành, chia nhỏ nó ra để biến nó thành gì nhỉ? Biến nó thành bộ nhỏ hơn nữa. Thì nó ghép bởi bộ thiên, đây là bộ thiên, là 1.000, đây, 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 đây. Và dưới là chữ khẩu đúng không? Khẩu là miệng, đấy. Miệng mình sẽ luôn luôn phải nói 1.000 lần đúng không nhỉ? Miệng và lưỡi nó sẽ luôn luôn đi kèm với nhau. Đấy. Đây câu chuyện là ví dụ như miệng nói 1.000 lần thì đau hết cả lưỡi. Âm khương yomi của chữ này là shita, shita có nghĩa là cái lưỡi đúng không, hay nekojita là miêu thiệt có nghĩa là lưỡi sợ bỏng đúng nhỉ, là chữ miêu là con mèo và shita là lưỡi, nhưng mà không đọc là nekoshita mà là đọc nekojita nhé. Âm ghép đọc là zetsu, ví dụ trong từ jo zetsu có nghĩa là những thiệt là nói nhiều, ba hoa khoác lác, hay là doku zetsu là độc thiệt, là lời cay độc. Một số cái chữ có bộ thiệt chúng ta có thể lưu ý như sau, ví dụ chữ thoại này đúng nhỉ, hanasu, hoặc là wa trong từ denwa đúng không, điện thoại này, hoạt này đúng nhỉ, katsu, hoặc là katsu trong từ katsudo hoạt động, hay là chữ gì nhỉ, chữ kaki chẳng hạn đúng không nhỉ, hoạt khí có nghĩa là người rất là tràn đầy sức sống ấy. Đây là chữ loạn ghép bởi bộ gì đấy, ghép bởi bộ thiệt, cái lưỡi cái gì nhỉ, đây là chữ giống hình móc, loạn này trong từ khôn gian, hỗn loạn đúng không, mida được amidas, mida đây được nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ cật, chữ cật ghép bởi bộ gì nhỉ, ghép bởi bộ ngôn, đây là bộ ngôn ở phần bên tay trái, bộ ngôn ở phần bên tay trái, và bên tay phải là bộ gì nhỉ, bên tay phải là bộ, bên tay phải là chữ cát đúng không, trong từ cát tường có nghĩa là những điều may mắn đúng nhỉ. Nếu mà phân tích kỹ hơn cái chữ cát này ấy, thì nó có thể là tên là chữ thủy, và phía chữ thủy thì ngày xưa người ta thông thường cho rằng cái bậc
thu ấy, nhưng mà được có học ấy, thì sẽ nói ra, miệng sẽ nói ra những điều rất là may mắn. Thì đấy là chữ cáp nhé. Vậy thì ghép lại chúng ta có câu chuyện về chữ này là gì? Tôi nói đúng không? Tôi nói đây là ngôn, tôi nói cát tường. Đây, nói ra nhiều lần cát tường vậy mà hắn lại nhìn tay lại, thì lại bị chặt tay lại, thì chặt này nghĩa là bịt lại đúng không? Âm kuyomi của chữ này là sư ví dụ công từ sumaru, sumaru có nghĩa là đầy chặt hoặc là bít này, sumeru, sumeru là bịt kín hoặc là ép chặt. Sumekomu là gì nhỉ? Sumekomu là chữ cật chữ nhật, nghĩa là nhồi nhét tống vào. Kamume chữ cật chữ nhật, chữ và đọc chỉ là âm kuyomi thôi, âm onyomi đọc rất là ít trong nhất từ kitsumon. Kitsumon sư dự có nghĩa là cật vấn, có nghĩa là thẩm vấn tra hỏi. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Tiếp theo chúng ta có chữ bình. Chữ bình ghép bởi bộ gì nhỉ? À, ghép bởi bộ ngõa là ngói ở bên tay phải, đây là bộ này là bộ ngõa này. Đấy, còn đây chắc là một cái bộ nó đã được biến thể rồi đúng không? Nó gần giống cái chữ khai ấy, đúng nhỉ? Cái phần dưới của chữ khai a cự a kê rự ấy. Đấy, những chữ này thôi chúng ta xem nhiều lần để nhớ nhá. Chữ bình này không có âm kunyomi mà chỉ có âm onyomi là bin. Ví trong từ birubin đúng nhỉ? Birubin có nghĩa là chai bia. Kabin là hoa bình, là bình hoa. Akibin là chữ không và chữ bình có nghĩa là gì nhỉ? Không bình là chai rỗng đúng không? Giống như là akikan đúng nhỉ? Là cái lon rỗng ấy. Glass bin là gì nhỉ? Chai thủy tinh. Binzume là đóng chai đúng không? Chúng ta có kanzume là đóng lon, đóng hộp kim loại, thì binzume là đóng chai thủy tinh nhá. Đấy là những chữ mà liên quan đến chữ bình này. Tiếp theo, các bạn có chữ lạp. Chữ lạp ghép bởi phần bên trái là bộ mễ, có nghĩa là hạt gạo, là gạo này, và phần bên phải là chữ lập, là đứng đúng không? Vậy thì chúng ta có câu chuyện của chữ lạp này là gì nhỉ? Đứng nhặt các hạt gạo đúng không nhỉ? Đây là đứng nhá, đây là gạo nhá. Đứng nhặt các hạt gạo. Thì toàn bộ cái nét nghĩa của chữ lạp này là hạt đúng không nhỉ? Ví dụ âm kunyomi là tsubu. Chủ yếu đọc là đọc dưới dạng âm kunyomi là chính, còn âm onyomi đọc không nhiều. Ví dụ trong từ kome tsubu này đúng nhỉ, là hạt gạo này. O tsubu là hạt to, hạt lớn. Suna tsubu là hạt cát. Đấy, tóm lại là cứ có cái chữ tsubu này là chúng ta hiểu rằng đây là hạt nhé. Rồi trong từ lạp tử ấy đọc là nhỉ, đọc là ryushi đúng nhỉ? Âm onyomi của nó là ryu, trong từ ryushi có nghĩa là hạt phần tử. Cái này nó mang tính chất thuật ngữ khoa học vật lý. Tiếp theo, các bạn có chữ tạc. Chữ tạc này ghép bởi bộ gì đây? Chữ tạc này ghép bởi phần bên trái là bộ rậu. Bộ rậu. Bộ rậu này thực ra thì nó vốn nghĩa nó chỉ con gà thôi, đúng nhỉ? Chúng ta có năm rậu ấy là năm gà. Thế nhưng mà có vẻ như là bởi vì hình cái bộ rậu này rất là giống hình bình rượu, do vậy từ đó nó những cái chữ nào mà có cái gì nhỉ, có cái bộ rậu này thì thường nó gần giống chữ rượu, ví dụ như chữ tửu nhá cũng là có chữ này nhá đúng không đấy, hay là chữ chữ túy nhá, say xưa cũng có chữ này đấy, phân phối rượu cũng có chữ bộ này, còn bên này là giống hình cái gì nhỉ, giống hình cái cưa đúng không, giống hình cái cưa, hoặc là giống như mấy cái chữ mà chúng ta học chữ tác ấy đấy, có cái bộ này. Thì câu cái này mình có thể nhớ ra là gì nhỉ? Cưa chai không khí chui vào đúng không? Rượu biến thành giấm, ngạt ngào vị chua. Đây là bài thơ mà mình viết đấy. Cưa chai này, đây là cái chai đúng không? Đây là cái cưa. Khi mình cưa chai ấy, thì gì đấy nhỉ? Thì không khí nó sẽ vào và nó sẽ làm rượu đúng nhỉ? Biến thành giấm, lên men thành giấm. Đấy, có vẻ như là người xưa đã rất là giỏi hóa học đúng không? Âm kunyomi của chữ tàng này là sư, trong từ sư luôn là giấm. Âm ghép đó là sa cự, ví dụ trong từ sakusan là tạc toan, là axit acetic, giấm ăn của chúng ta nhé. Còn trong từ amaru có nghĩa là cam tạc, nghĩa là giấm như nhà giấm ngọt. Tiếp theo chúng ta có chữ đường. Chữ đường này, chữ đường ghép bởi phần bên trái là bộ mễ là gạo, và phần bên phải là chữ đường, nhưng mà đường này không phải là đường ăn mà đường này là nhà đường đúng nhỉ, đời đường thời Trung Quốc, cái bên Trung Quốc ấy, thì ghép cái bộ gạo đấy đúng nhỉ, bộ mễ này với lại bộ đường đời đường này thì chúng ta được chữ đường cho đường ăn nhé. Đấy, như vậy chúng ta có chữ đường này, đây mọi người quan sát này, đây là đường trong nhà đường, nó sẽ như thế này đúng nhỉ, đường trong nhà đường và cũng là đường trong đường đột đấy đúng nhỉ, tô tốt sự đúng nhỉ, còn đường này là đường ăn nhá, khác nhau là thêm một cái bộ mễ vào đây. Thì
chúng ta có từ đường rất là quen rồi trong từ sato đúng không? Sato là chữ sa, chữ đường nghĩa là đường ăn. Thô bun là đường phân, nghĩa là lượng đường. Kato đúng nhỉ, kato là quả đường, là đường fructose, là đường nho trong các loại hoa quả ấy. Hay là tonio bio đúng nhỉ, tonio bio là đường niệu bệnh, là bệnh tiểu đường. Chủ yếu chúng ta gặp cái từ sato này là nhiều thôi, còn những từ khác thì nó mang tính chất hơi thuật ngữ một chút. Tiếp theo các bạn có chữ thích đúng nhỉ, thích thì chữ thích này ấy, nó ghép bởi phần bên tay trái, nó rất là giống một cái bộ xương cá đúng không các bạn. Đây giống như cái đầu này, đây là cái thân đúng không, có những cái xương chẽ ra, và đây là cái đuôi đấy, và đây bên này là gì nhỉ, bên này là bộ đao, là con dao đúng không nhỉ. Vậy thì mình chế câu chuyện đấy là dùng dao lọc xương cá voi để làm sashimi đúng không. Đây là dao này, đây là xương này, xương cá voi thì nó mới to như này đúng không nhỉ. Dùng dao lọc xương cá voi để làm sashimi thì chữ thích này chính là cái phần cấu tạo lên cái chữ sashimi nhá. Âm khương của nó là sa, trong từ sa sự có nghĩa là đâm chọc đốt, ví dụ như muỗi chẳng hạn đúng không nhỉ. Đấy, sa sa rự có nghĩa là mắc hóc, ví dụ như xương đúng không nhỉ. Sashimi là thích thân, là món cá sống sashimi. Còn âm ghép của nó đọc là si, ví dụ trong từ mê si đúng không nhỉ. Mê si là danh thích, danh thiếp, hay là shigeki là thích, khích đúng nhỉ. Thực ra nó là kích thích đấy, nhưng mà trong tiếng Nhật người ta lại là shigeki nhé, là sự kích thích. Tiếp theo chúng ta có chữ phất phí này. Phất với chữ phí này có phần bên trái là bộ thủy, là nước, và phần bên phải là gì đây nhỉ. Phần bên phải là nó giống hình cái chữ, giống hình cái chữ cung đúng không, với lại hai cái nét nét sổ xuống nhá, thì mình thấy nó rất là giống hình cái chữ đô la lại cho ngược vào đúng nhỉ. Đúng nhỉ, đây chữ, các bạn có chữ đô la nó như thế này, còn lộn ngược lại nó ra như thế này, gần như là giống theo hình cái chữ phí, chữ phân này. Do vậy mình chế nó là nước kia cứ bỏ đô vào đúng nhỉ, dù lạnh đến mấy cũng trào ra sôi. Đây là nước này, đây là đô la này đúng nhỉ, nước mà mình bỏ tiền đô vào đúng nhỉ thì nó sẽ trào ra nó sôi đúng không. Tất nhiên là câu chuyện nó cũng hơi nhảm nhí, nó cũng không được có ý nghĩa gì lắm, nhưng mà mình có thể dựa vào đấy để mình nhớ nhá, tùy các bạn có rất là nhiều cách. Đây là âm kunyomi là wa, ví dụ từ wa cự là sôi đúng nhỉ, sôi nước chẳng hạn. Waka sự là đun sôi, tha động từ. Chúng ta có một lỗi rất là nhiều người dùng sai, đấy là các bạn ấy dùng là gì nhỉ, mizu wa cự là nước sôi, hay là gì nhỉ, oyu wa waka sự, không phải oyu mà là mizu wa waka sự là đun sôi nước. Thế nhưng mà trong tiếng Nhật người ta không có dùng cái dạng mizu wa waka sự hay là mizu wa cự như vậy, mà khi mà nó đạt đến trạng thái sôi thì nó không còn là mi bình thường, mà nó biến thành nước nóng rồi, nó thành oyu rồi. Do vậy các bạn sẽ phải nói là oyu ga wakasu thì mới đúng được nhé. Âm ghép đọc là gì nhỉ, đọc là hi hoặc là hitsu đúng nhỉ, futsu. Ví dụ trong từ futo, futo suru là chữ phất và chữ đằng, nghĩa là sôi sùng sục. Nếu sôi nó chỉ bắt đầu lăn tăn gợn gợn thôi, còn cái này là gì nhỉ, sôi có rất là nhiều bọt khí rất là lớn và vỡ ra đúng nhỉ, dữ dội, thì dùng từ futo suru nhá. Hoặc là huten là phất điểm, là điểm sôi, như điểm sôi của nước tinh khiết là 100 độ ấy, đúng nhỉ. Tiếp theo chúng ta có chữ nồng. Chữ nồng ghép bởi phần bên trái là chữ gì đấy, phần bên trái là chữ thủy, bộ thủy là nước, phần bên phải là bộ nông đúng nhỉ, chữ nông trong từ nông nghiệp, nogyo. Chữ nồng này chúng ta chế thành câu chuyện đó là nước của bà con nông dân có mùi rất nồng đúng nhỉ, nước của bà con nông dân có mùi rất nồng, bởi vì bà con nông dân rất là nghèo đúng không nhỉ, không có tiền, ngày xưa rất là nghèo, không có tiền để sử dụng những loại nước sạch, cho nên là mùi nước nó có thể là có mùi kim loại hoặc là mùi những thứ khác, cho nên là mùi nó rất là nồng nhá. Thì chữ nồng này có âm kunyomi là khô, trong từ khôi, khôi có nghĩa là dày đúng không nhỉ, dày này, nồng này hoặc đậm này đấy. Âm ghép đọc là no, ví dụ trong từ noko đúng nhỉ, nokona là nồng hậu, notan là nồng đạm, là nghĩa là đậm hay là nhạt. Ngoài ra còn từ nô độ là nồng độ đúng nhỉ. Đây là một số chữ mà gần giống với chữ chữ này, chữ chữ nồng này. Đầu tiên là nông đúng nhỉ, nông là nogyo đúng không, nogyo thì bởi vì có cái phần này chỉ âm thôi, tất cả cái này đều là nô hết, nô độ đúng nhỉ, nồng độ. Còn cái này là chữ nùng, nghĩa là gì nhỉ, bị mụn nhọt lở loét đấy đúng không. Đấy nó có cái bộ gì nhỉ, nó có cái bộ bộ đây là bộ nhục nhá. Đấy cái chữ, câu chuyện của chữ nùng này là gì nhỉ,
bên trái ấy, cái bộ này các bạn thấy giống bộ nguyệt nhưng không phải bộ nguyệt đâu, đây là bộ nhục là thịt đấy, và phần bên phải là chữ nông. Thì bà con nông dân ấy khi mà làm ruộng đúng không nhỉ, khi mà canh tác thì tiếp xúc với tự nhiên rất là nhiều, tiếp xúc với các công cụ lao động rất là nhiều, và rất là, và hay bị là do nhỉ, hay bị gặp những cái tai nạn, những cái chấn thương, làm cho gì đấy, làm cho cơ thể bị thương đúng không, và vì cái điều kiện không cho phép, do vậy là nhiều khi là cứ bị thế để đấy, dẫn đến là cái việc gì nhỉ, những vết thương đó nó bị mưng mủ vậy, nó bị nhiễm trùng, thì chính là chữ 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 nùng này là mang nghĩa nét nghĩa là như vậy nhá. Thịt đúng như là da thịt của bà con nông dân hay bị mưng mủ nhiễm trùng. Tiếp theo chúng ta có chữ bạc. Chữ bạc ghép bởi phần bên trên cùng là bộ thủy, xin lỗi, bộ thảo, bộ là cỏ, phần bên dưới gồm gì đấy, bên dưới là bộ thủy này, là nước này. Vâng, đây là chữ chuyên đúng không nhỉ, chữ chuyên trong từ chuyên môn. Vậy thì chúng ta có câu chuyện đấy là tôi chuyên một thứ nước cho cỏ đúng không, đây đây là chuyên nhá, đây là nước cho cỏ, tôi chuyên một thứ nước cho cỏ là bạn đỡ thứ là gì nhá, mà tôi chuyên là bạn đúng nhỉ, thành bạn đỡ đúng không, tôi chuyên thứ nước cho cỏ cũng là thành là bạn đỡ. Âm thương yêu mi của chữ bạc là trong từ usu đúng nhỉ, nghĩa là nhạc và thương. Usumeru là làm nhạc này, usumaru là nhạc đi, usuraru là suy giảm, usureru là giảm dần yếu dần, chủ yếu là âm thương rất là nhiều cái này đúng nhỉ. Âm ghép là hát, ví dụ trong từ khê hát, khê hát từ nào sinh bạc thì nó nhỏ là vật, mà tuy nhiên là bạc mệnh. Chữ bạc này nó sẽ trái nghĩa với chữ đậm tên, một chữ cô để tên ấy nhá, nằm ở trên đấy. Tiếp theo chúng ta có chữ nhu. Chữ nhu nhất bởi phần bên trên là chữ nâu, với nhà chữ nâu chữ nóng sắc và phần bên dưới là mộc của cái cây đúng không. Vậy thì chúng ta có câu chuyện về chữ nhu là không dùng cái nâu đến cái nâu, cái nâu này cái nâu là cái mà được cái giáo các bạn, cái giáo nhọn ngày xưa ấy, không dùng cái nâu của cái cây, cái nâu hình dạng hình dạng cái tí để em thấy không dùng nâu và cây nhá. Âm thương yêu mi của chữ như như là yawa, không dùng yawaraka, yawaraka nó là mềm mại, hoặc là yawarakai là êm, thì dễ nhất là chúng ta có cái đọc âm thương là hai cái cách này, có thể dưới dạng là thế từ đuôi nào thì từ đuôi y nhá, âm ghép đọc là dư, trong từ dư nan đúng nhỉ, dư nan nào dư yến dư mặt dư đô dư đạo dư đô dư an đúng nhỉ, dư hoàn dư ôn hoàn. Chữ cuối cùng của ngày hôm nay để là chữ nguyễn. Chữ nguyễn ghép bởi phần bên trái là bộ gì nhỉ, ghép bởi phần bên trái là bộ là xe, và bên phải là chữ khiển, chữ gì ạ, khuyết đúng không, chữ khiếm là thiếu. Vậy thì chúng ta có câu chuyện của chữ này là gì nhỉ, xe đúng không, đây là cái xe nhá, đây là chữ khuyết, chữ thiếu nhá, cái xe này ấy, nó thiếu đi sự linh hoạt đúng nhỉ, đây thì xe này nó khuyết sự linh hoạt, nó thiếu sự linh hoạt đấy. Âm khương yomi giống hệt như chữ nhu ở trên, đọc là yawarakana hoặc là gì nhỉ, yawarakai đúng nhỉ, nghĩa là mềm xốp. Thế nhưng mà cái sự khác nhau của hai chữ nhu với chữ nhuyễn đấy có đấy nhá, thì ở trong những video về từ vựng thì mình sẽ nói rõ hơn thế nào là khác nhau giữa hai cái dạng yawarakai mà dùng dưới dạng chữ nhu và chữ nhuyễn. Âm onyomi là nan, ví dụ trong từ yunan là nhu nhuyễn mềm dẻo linh hoạt này, yunan dai là gì nhỉ, nhu nhuyễn tễ là thuốc làm mềm nhuyễn hóa đúng nhỉ, nan ka suru là mềm đi. Một số chữ có bộ xa đúng nhỉ, có bộ xa, bộ xe như sau, ví dụ xa này kuruma này, nhuyễn này đúng nhỉ, nan hay yarakai, đây là quỹ trong từ quỹ đạo đúng không, quỹ đạo kido đúng nhỉ, hoặc là quỹ tích kiseki, nó là kanji n một nhé, chữ chảm này đúng nhỉ, chảm nghĩa là chém đầu đấy, cái này cũng là n một mới học nhé. Trục này, trục ví dụ cái trục của xe ấy, hạt trong từ nhà quản hạt chẳng hạn, đấy là một số cái chữ mà nó có cái bộ xa này và nó cũng trông nó cũng na ná giống cái chữ nhuyễn này, các bạn cần lưu ý. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lướt lại một lượt những cái chữ của ngày hôm nay nhé. Đây là nhuyễn này, yawarakai, yawaraka, nan đúng nhỉ, yunan nghĩa là mềm, tương tự nhu cũng vậy đúng nhỉ, cũng là yawarakai, yawarakana và
Yu hoặc là nhu đúng không? Judo nhu đạo này, nhu là ôn hòa này. Đây là chữ bạc đúng nhỉ? Đọc là Usui đúng nhỉ? Usumeru, Usumaru. Hoặc là hắc cự trong từ kê hắc cự đúng nhỉ? Nghĩa là nhạt nhẽo hời hợt. Đây là nồng, khôi, đậm. Hoặc là no kho là nồng hậu đúng nhỉ? Đây là chữ phí phất này, wa, wakasu, futosuru. Và lưu ý là người ta không có dùng mizu ga wa cự nhé, mà phải dùng oyu ga wa cự. Đây là thích sasaru hoặc là sashimi đúng nhỉ? Và âm kunyomi, còn âm onyomi là shigeki, meshi, danh thiếp này. Shigeki là sự kích thích. Tiếp theo đây là chữ đường. Chữ đường tô đúng nhỉ? Sato là đường ăn này. Đây là chữ tạc này, sư là giấm này. Đây là chữ lạc, sư vực là hạt đúng không? Đây là chữ bình, cabin, bình hoa. Đây là chữ cật, shimaru, tiếp theo đây là chữ thiệt, chữ tạc là chữ lưỡi. Đây là chữ chất, chữ đự là nước ép đúng không, nước cốt. Đây là dung, thô cự, thô ca, sự thô kê đự, ba cái động từ nhá, dùng có sự khác nhau, vừa có cái là tự, có cái là tha, có cái là tự tan ra, có cái là mình hòa tan, mình đánh tan. Và âm ghép được là yo, hình như yogan đúng không, dung nham, dung dịch. Đây là chữ hỗn, ghép bởi gì đây nhỉ? Ghép bởi nhật với lại côn đúng không? Đấy thì hỗn này đọc là ma, ma di rự, ma de rự, ma da rự. Khô thì từ khô mự nhá, và ghép âm được là côn thì côn rắc. Chữ hàm đúng nhỉ? Hàm phư cư mê rự, phư cư ma rự, xin lỗi, phư cư mự, phư cư mê rự. Hoặc là hàm ý, gan y, gan điều, hàm lượng này. Đấy, đây là toàn bộ những cái chữ hán xuất hiện trong bài số 22 này. Rồi, đây các bạn quan sát lại một lần nữa nhá. Mình sẽ đọc lại một lần nữa các chữ hán và âm của nó này. Hàm này, fukumeru, fukumu, gan đúng nhỉ? Gan y, hàm ý, đây là chữ hỗn. Majiru, majeru, majaru, komu và kon trong từ kon rất hỗn tạp. Đây là dung đúng không? Toku, tokasu, tokeru và yo trong từ yogan đúng nhỉ? Dung nham. Đây là chữ chấp, nước cốt, shiru đúng nhỉ? Nghĩa là nước cốt này, hoặc là jiu trong từ kajiu là nước quả, shita là lưỡi đúng nhỉ? Đấy, lưỡi nhá. Đây là gì nhỉ? Đây là chữ cật, tsumu, tsum, xin lỗi không phải tsumu mà là tsumaru, tsumeru, hoặc là kitsumon tsuru đúng nhỉ? Là cật vấn, thẩm vấn. Đây là bình, kabin là bình hoa. Tsubu là gì nhỉ? Tsubu là hạt, ví dụ như là suna tsubu hạt cát, kome tsubu là hạt gạo đúng không? Ryushi là hạt lượng tử đúng nhỉ? Hạt vật lý. Đây là tạc sư là giấm nhá. Hay là sakusan là giấm, giấm ăn, acid acetic. Đây là gì nhỉ? Đây là chữ đường. Sato đúng không? Đường ăn. Sashimi, sasu, sasaru. Shigeki là kích thích đúng nhỉ? Và meshi là danh thiếp. Đây là phất, waku đúng nhỉ? Wakasu là đun sôi, sôi. Hay là futosuru là sôi sùng sục. Đây là chữ nồng, khôi đúng nhỉ? Khôi có nghĩa là nồng nhá. No độ là nồng độ. No ko là nồng hậu. Đây là usui đúng nhỉ? Usumeru, usumaru. Đấy, rất là nhiều cái cách đọc của chữ này. Thì có âm kunyomi là usu như vậy, và âm on là haku trong từ kê haku là nhạt nhẽo này. Hay là hakume là bạc mệnh. Đây là yawarakai đúng nhỉ? Yawaraka. Đây cũng yawarakai, yawaraka. Và jiu trong từ judo đúng nhỉ? Niu trong từ niua là ôn hòa. Đây là nan trong từ jiunan là mềm dẻo linh hoạt. Rồi, hôm nay bài học của chúng ta kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn học tốt và hẹn gặp lại ở bài tập lần sau nhé.